Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách tạo tài khoản Google để chúng ta kiếm tiền ở trên YouTube bằng cái điện thoại như này như sau. Đầu tiên là các bạn vào đăng nhập vào kênh app của YouTube này, hoặc là các bạn có thể là đăng nhập vào trong cái dấu cộng này này. Và các bạn sẽ vào trong phần Google, và sorry, các bạn vào trong phần tài khoản và đồng bộ hóa, các bạn thêm vào khoản. Các bạn thêm một tài khoản là tài khoản Google, đúng chưa? Thực ra các bạn cũng có thể là thêm bằng tài khoản Yahoo cũng được nhá. Khi bạn chạy mail các thứ, nhưng mà mình thêm bằng tài khoản Google đi. Sau đó các bạn bấm vào tài khoản mới và họ tên. Họ tên, các bạn điền họ tên vào. Mình sẽ không cho cái máy của mình là xanh được. Sau đó next. Đó. Sau đó chọn ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh là 16 tháng 7. 16 tháng 7 năm 1999, giới tính nam. Đó. Ghi vào như này, chọn next. Và chọn tên người dùng. Tên người dùng này tên rất là quan trọng, đó là tên email, tên tài khoản email của tên tài khoản email không có ký tự đặc biệt. Và sorry, có ký tự đặc biệt, các bạn cũng có thể điền ký tự đặc biệt vào, được chưa? Nhưng mà các bạn phải liền kề, không có chữ, có dấu, được chưa? Trần Văn Bồng, và không trùng nhau, 1999, được chưa? Sau đó các bạn chọn next. Sau đó tạo mật khẩu cho nó. Các bạn nên tạo mật khẩu nguy hiểm vào, tạo mật khẩu có ký tự đặc biệt, chữ hoa, chữ thường và số nữa, được chưa? Để bảo mật tối đa, chúng ta nên viết chữ hoa. Ký tự đặc biệt. Mạnh, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chữ mạnh này rồi chưa? Đó, chữ mạnh ở đằng sau này. Đó, mạnh. Nhập lại mật khẩu nữa. Nhập lại mật khẩu để xác nhận mật khẩu trên giống với mật khẩu dưới, để chúng ta bảo mật tài khoản YouTube của chúng ta tốt hơn. Rồi, được chưa? Sau khi xác nhận hai lần nó trùng nhau thì chúng ta bấm tiếp theo. Đó. Ok, được chưa? Đặt mật khẩu bạn đã quên, nhưng mà mình sẽ ok. Chạy luôn. Sau đó các bạn thêm. Đó, thêm. Nó bao gồm các dịch vụ YouTube các thứ là đồng bộ ở trên này. Và chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ kiếm tiền ở trên cái tài khoản này, trên cái điện thoại này luôn. Có Google Search Play, có email, có Google Maps, có YouTube, có Google Drive. Được chưa? Chọn Next tiếp theo. Được chưa? Sau đó đồng ý với điều khoản và điều kiện dịch vụ của Google. Các bạn cho cập nhật từ Google Play, tích vào dấu này, chọn Next tiếp theo. Và lúc này chúng ta đã có một tài khoản là tài khoản Google, phải không ạ? Các bạn chú ý này, khi các bạn vào trong tài khoản đồng bộ hóa ấy, mà các bạn vào trong tài khoản vào Google, các bạn thấy có tài khoản này mà các bạn không xóa đi ấy, khi các bạn reset lại máy ấy, đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ bị dính tài khoản account trước đó mà các bạn đã đăng nhập ở trên máy này. Được chưa? Khi bạn chỉ cần vào trong phần sao lưu cài đặt này, các bạn vào phần cài đặt nhà sản xuất luôn, đặt lại luôn, thì lúc đó cái tài khoản này nó sẽ không được xóa đi, các bạn, nó vẫn lưu ở trên máy các bạn ạ. Được chưa? Cho nên đấy, các bạn muốn được ấy, các bạn phải vào trong này để xóa cái tài khoản iCloud đồng bộ trước đó, tài khoản Google trong này, kích vào trong này và các bạn bấm remove iCloud, có là xóa tài khoản này. Được chưa? Xóa tài khoản, các bạn chỉ cần nhấn xóa là nó sẽ không hỏi password các bạn xóa rồi, nó chỉ xóa luôn. Được chưa? Nó không hỏi cần hỏi password, các bạn không cần biết password, nó sẽ xóa luôn. Đó là chúng ta đã tạo được cái tài khoản iCloud thành công. Đó. Và lúc đó các bạn sẽ có thể là đồng bộ các dịch vụ YouTube, dịch vụ Google ở trong này. Đó. Các bạn đăng nhập này. Các bạn chú ý này, đăng nhập này. Các bạn vào phần này này. Đó, vào phần lịch sử video của tôi này. Đó, các bạn bấm một chọn cho phép truy cập này, cho phép này. Bây giờ chúng ta có thể là tải một cái video bất kỳ lên,
Dạ, chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến các bạn là cách tạo tài khoản Google AdSense ở trên cái Solly. Mình sẽ hướng dẫn tạo tài khoản Google ở trên cái thiết bị smartphone của chúng ta và chúng ta bắt đầu kiếm tiền. Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách tạo tài khoản Google Gmail ở trên điện thoại và chúng ta bắt đầu kiếm tiền ở trên YouTube, cực kỳ đơn giản. Đó, và chúng ta sẽ dừng lại. Và lúc đó chúng ta sẽ tải cái video này lên, tạo một kênh video. Đây là kênh phụ các bạn nha. Các bạn nên tạo kênh chính, kiếm tiền YouTube. Kiếm tiền YouTube, được chưa? Không được nhiều tiền đâu các bạn. Gọi là kiếm đợi thôi. Được chưa? Các bạn kiếm kiểu này là nó không được nhiều tiền thôi. Các bạn cứ cho là kiếm ở đây nhiều tiền nữa. Các bạn nhiều tiền, các bạn phải lợi dụng kênh YouTube để tạo cái thương hiệu riêng cho các bạn. Tạo kênh YouTube để bán hàng cho các bạn. Được không? Kiếm không được nhiều tiền đâu các bạn. Rồi. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua cái này. Đó, nó đang tải lên Hoàng ạ. Và tải lên xong thì chúng ta sẽ tối ưu hóa một số thành phần chính của nó là được. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại và bấm vào phần chôm. Phần chôm ấy thì các bạn sẽ vào ở phần các bạn ở trên này, bạn chấp nhận điều khoản và điều kiện. Từ đã. Tiếp theo. Đăng nhập. Thì, ok. Được chưa? Sau đó ở trên này này, các bạn bấm vào youtuber.com. Các bạn bấm dấu gạch ngang. Được chưa? iCloud. Sau đó các bạn bấm dấu link YouTube chuộc iCloud. Dạ. YouTube chuộc iCloud, các bạn xem rõ địa chỉ này. YouTube chuộc iCloud. Thì lúc đó nó sẽ ra cái iCloud để cho chúng ta tạo kênh phụ. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái dấu ba chấm. Hiểu rõ chưa? Nhấn vào dấu ba chấm, sau đó duyệt ghép ở chế độ desktop, yêu cầu duyệt ghép ở chế độ desktop, nó duyệt ghép như cái chế độ máy tính của chúng ta ấy. Hiểu rõ chưa? Đó, yêu cầu duyệt ghép ở chế độ desktop. Đó, nó sẽ duyệt ghép như cái chế độ máy tính, sau đó chúng ta tạo kênh. Dễ không ạ? Kiếm tiền YouTube. Kiếm tiền YouTube này các bạn cần phải có một số vài mẹo cơ bản nữa. Mà các bạn có vài mẹo này, sau đó các bạn lại có cái khả năng, được chưa? Khả năng của các bạn có một cái vài khả năng làm cho cái người dùng nó cái cộng đồng của chúng ta thích thú nữa, được chưa? Chứ không phải là các bạn đưa một cái video nhảm nhí lên mà người ta thích đâu. Các bạn cần phải rèn luyện và học tập cái tư duy của bạn rất là nhiều nữa, được chưa? Chứ không phải là các bạn cứ thấy video lên là hay, được chưa? Mà các bạn là không rèn luyện tư duy, mà không rèn luyện tư duy thì và cái cách làm khác nhau thì nó hơi bị khó mà ngờ. Ngay cả việc các bạn ngồi một tí mà suy nghĩ một tí để tạo ra những đoạn video hay là tạo ra những kịch bản hay mà các bạn không ngồi tạo được ấy thì nó chi đến kiếm tiền không ạ? Đó. Và các bạn đến kênh của các bạn này. Ở đây thì nó không cho phép tạo kênh. Xem nào. Rồi, cái nó đã lên rồi đó các bạn. Nó đã lên nhỏ như thế này đã xong, không cần nhìn nhiều đâu. Được chưa? Đó, xem này. Là cách tạo tài khoản Google Gmail ở trên nhanh không ạ? Và chúng ta bắt đầu kiếm tiền ở trên YouTube. Nó rất là đơn giản ạ. Đó, các bạn tạo kênh. Đó, các bạn thấy chưa? Tạo kênh. Chờ vài giây là em nó sẽ được ngay. Đó, như này chúng ta đã có một cái kênh mới. Dạ, đó. Và các bạn sẽ tối ưu hóa kênh như những video. Các bạn xem cái xem video ở trên góc tay ngón tay cái của mình sẽ cách tối ưu hóa kênh video. Thì các bạn phải duyệt ghép ở chế độ desktop này thì
thì cái giao diện của cái trình duyệt ở trên điện thoại này nó giống với cái trình duyệt ở trên máy tính, mà các bạn có thể là chạy luôn. Các bạn hiểu rõ chưa ạ? Các bạn có thể tối ưu hóa tương tự, tối ưu hóa tiêu đề thẻ tag, tối ưu hóa kênh của các bạn. Tối ưu hóa kênh rất là quan trọng. Tối ưu hóa kênh thì khi người dùng tìm kiếm các thứ, và cái kênh của các bạn, khi các bạn kênh được đề xuất, kênh của bạn lên top ấy, nó lên top cùng với cái từ khóa đặt cho trên kênh ở phần advan, ở cái phần nâng cao của kênh. Cái đó rất là quan trọng. Cái giới thiệu kênh là khác, cái đặt cái từ khóa của kênh nó là khác, các bạn chú ý nhé. Và cái đặt tiếp theo là cái đặt ở trong cái phần thẻ các thứ ấy, được chưa? Và phần giới thiệu nữa. Đó. Đó rất là hay. Đó, sau đó nó sẽ có hai kênh ở đây, các bạn thấy chưa? Và các bạn bấm mà kiếm tiền ở trên YouTube. Đó. Mình còn có rất là mẹo từ cái điện thoại nữa, được chưa? Đó. Và các bạn sẽ còn nâng cao hơn, các bạn sẽ set up cái video của bạn đăng lịch, đăng video tự động như nào, đó, đăng tự động như nào. Khi chúng ta không cần cầm điện thoại thì video của chúng ta vẫn đăng tự động theo cái đúng lịch hẹn của bạn. Chúng ta có thể là làm sao các bạn, chúng ta có thể là làm video trong một ngày và chúng ta set up cho hàng tuần, được chưa? Chúng ta set up cho hàng tuần và chúng ta không cần động vào cái channel này nữa. Đó, nó sẽ tự động set up public cái lịch cho chúng ta hàng tuần, được chưa? Đó, hàng tuần, có thể hàng tháng, có thể hàng năm cũng được, nếu bạn có thời gian sẽ bắt cho một ngày. Chúng ta chỉ cần làm một ngày, nhưng mà làm một ngày bằng với mọi người làm cả tháng, và chúng ta làm cả tháng thì sẽ bằng mọi người làm cả năm. Đó, chúng ta đó sẽ up lịch, có lịch viết cả nồi. Đó, các bạn xem cái video tối ưu hóa kênh trên này nhá. Hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau. Bye bye các bạn. Các bạn hay thì các bạn nhớ đăng ký trên cái channel của mình để cập nhật những video mới nhất từ cái kênh YouTube của mình. Bye bye các bạn.